Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trong cái video ngắn này thì mình xin phép giới thiệu một chút về thông tin cá nhân, về công việc, sở thích cũng như một chút về bản thân mình nhé. Let's go! Mình tên là Thanh Tâm, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình đó là một cô giáo dạy tiếng Anh. Mình rất là thích cái nghề dạy tiếng Anh của mình. Mặc dù ngày xưa thì mình không được học về cái chuyên ngành dạy tiếng Anh, mình là dân kinh tế, nhưng mà mình có một đam mê rất lớn về ngoại ngữ. Và sau này thì tiếng Anh hay là cô giáo đã trở thành một cái duyên cũng như là nghề nghiệp của mình cho đến thời điểm này. Và mình rất là thích cái công việc này của mình. Ngoài công việc dạy tiếng Anh ra thì mình có một số cái công việc xung quanh làm thêm mà mình rất là thích. Ví dụ như là cái công việc mình làm YouTube, mình làm một số hoạt động về Internet Marketing, hoặc là mình viết sách và một trong những hoạt động khác đó là bán hàng online hoặc là đi phiên dịch. Mình thì có hai cái sở thích rất là lớn đến thời điểm này, lớn nhất cho đến thời điểm này, đó là cái sở thích đầu tiên đó là đọc sách. Thì mình rất là thích đọc sách, từ nhỏ mình đã rất thích đọc rồi, và đến bây giờ thì cái lượng sách của mình rất là nhiều. Đằng sau là một phần trong những cái giá sách của mình, bây giờ mình có rất là nhiều sách nên mình còn phải đi cho bớt hoặc là cho tặng bớt những cái cuốn sách mà mình thấy hay hoặc là có giá trị mà mình cho tặng những người bạn, mà để họ cũng nhận được những cái giá trị đó hay giống như mình. Và mình thấy là sách thực ra là thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Mình lớn lên và mình trưởng thành hơn qua những cái cuốn sách, mình làm bạn với những cuốn sách. Và đôi khi trong cuộc sống mình gặp những cái điều bế tắc mà mình không biết tìm câu trả lời ở đâu, thì sách là người bạn giúp mình tìm những câu trả lời khi nhanh nhất và lúc mà mình đang bế tắc nhất. Đối với mình, sách là một người bạn rất lớn trong cuộc đời mình, và mình nghĩ là từ bây giờ đến sau này thì sách vẫn luôn luôn là một người bạn trung thành và luôn luôn đi cùng với mình. Và một cái sở thích thứ hai và mình rất là đam mê cho đến thời điểm này đó là thiền. Mình theo đạo Phật, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình bén duyên biết đến thiền cách đây 6 năm khi mình tham gia những cái khóa thiền Vipassana 10 ngày. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn thực hành thiền thường xuyên và đều đặn, và đã tham gia những cái khóa chuyên sâu, và mình cảm thấy mình cân bằng trong cuộc sống, trong công việc. Và mình thấy quan trọng nhất là mình an vui, cân bằng mà sống hạnh phúc với những gì mình có thời điểm hiện tại, và sống cố gắng phấn đấu để giúp đỡ được nhiều người. Mình thấy thiền và đọc sách đó là hai cái công cụ, hai là người bạn lớn nhất trong cuộc đời mình cho đến thời điểm này, và nó đã thay đổi cuộc đời mình rất rất là nhiều. Và mình hy vọng là mình cũng sẽ tìm được những người bạn có cùng sở thích như là đọc sách hoặc là ngồi thiền, để cùng chia sẻ những cái trải nghiệm sống, về những kinh nghiệm sống, về những gì mình đã học, đã thực hành được, để cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Ngoài ra thì mình có một kênh YouTube đó là Tammy TV. Thì đây là một kênh mà làm vlog của mình, đó là mình chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân, những cuộc sống, những chuyến du lịch, những quan điểm sống của mình về cuộc sống này, về đạo Phật này, về thiền này, về những cuốn sách mình đã học này, những người mình đã gặp, những cái câu chuyện mình đã trải qua hoặc là nghe học được từ những người khác, để trải nghiệm và chiêm nghiệm và chia sẻ cái câu chuyện đó đến mọi người. Ngoài ra thì mình cũng rất là thích chia sẻ những cái kỹ năng mềm, kỹ năng về phát triển bản thân, và mình cũng đi tham gia rất là nhiều cái khóa học về phát triển bản thân. Một trong những kỹ năng mà mình rất là thích và mình đã thực hành nhiều năm cho đến thời điểm này đó là kỹ năng tự học. Nếu các bạn tìm hiểu trên mạng đó là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21 là gì, thì mình nghĩ đó là các bạn có thể tìm hiểu thêm, thì cái kỹ năng đó là kỹ năng tự học. Ngoài ra thì có một số cái kỹ năng như là quản lý thời gian hay là kỹ năng quản lý lãnh đạo. Thì bản thân mình đã trải nghiệm rất là nhiều và mình đúc kết cho mình một cái phương pháp tự học. Và cũng nhờ có cái việc tự học đó mà mình cũng có được một số cái kết quả như ngày hôm nay. Ví dụ như là mình đam mê về ngoại ngữ, và mình nhờ cái việc tự học ngoại ngữ, tất nhiên là có qua đọc sách, có học người này người kia, nhưng cái tiếng Anh của mình đến thời điểm hiện nay mà mình cảm nhận được thì đó là cái việc đến chủ yếu từ cái việc tự học, và mình mới hiểu được cái tầm quan trọng của việc tự học. Và nhờ cái việc tự học đó mà mình đã tự học thành công tiếng Anh. Và các bạn có biết không, có một điều rất là may mắn, đó là cũng nhờ cái tiếng Anh đó mà mình đã phỏng vấn thành công, và một công ty một tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã bảo lãnh cho mình sang làm việc ở Mỹ. Trong cái thời gian vừa qua mình cũng mới về Việt Nam khoảng một vài tháng gần đây thôi.
Thì những cái kinh nghiệm sống, những cái bài học mà mình học được qua cái kỹ năng tự học, và sang Mỹ thì mình cũng có rất là nhiều bài học mình gặp được và mình muốn chia sẻ về cuộc sống Mỹ cho những bạn nào mà chưa có cơ duyên mà đến với nước Mỹ, thì các bạn có thể du lịch một xíu qua cái kênh của mình để các bạn có thể biết tìm hiểu thêm về nước Mỹ, về con người Mỹ, về văn hóa của nước Mỹ, một trong những nước phát triển nhất thế giới. Mình nghĩ thì kỹ năng tự học rất là quan trọng, bởi vì nhờ kỹ năng tự học đó mà mình có thể áp dụng sang học việc những ngoại ngữ khác, hoặc là mình có thể học những cái mà mình yêu thích, ví dụ như là học về Photoshop này, học về video này, học về vẽ, hoặc là học về tất cả những cái gì mà mình nghĩ là mình có thể tự học được, hoặc là tự học trên Internet được, thì nó giúp mình xây dựng một kỹ năng rất là tốt. Chính vì vậy mà những cái lớp học tiếng Anh của mình thì mình cũng mong muốn truyền đạt cho mọi người cái động lực, cái tinh thần học tiếng Anh, để mọi người có thể xây dựng một kỹ năng tự học, sau đó các bạn có thể áp dụng cái kỹ năng đó cho tất cả những cái lĩnh vực trong cuộc sống mà các bạn quan tâm, cũng như là các bạn vượt qua cái rào cản ngôn ngữ để hòa nhập với thế giới 7 tỷ người ngoài kia. Thì đó là một số cái thông tin về giới thiệu về bản thân mình. Hy vọng là mình sẽ làm quen được với rất nhiều bạn thông qua cái video này. Và các bạn nhớ là cái kênh YouTube của mình đó là Timey TV. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham qua cái kênh YouTube của mình. Hy vọng là mình được làm kết bạn và kết nối với nhiều người bạn hơn để học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Bye!